Cuối bản tin sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Khi ra đường vào sáng sớm, người dân ở miền Bắc đã cảm thấy rõ rệt không khí lạnh rất mạnh đã tràn về. Theo ghi nhận tại các vùng núi cao như là khu di tích Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, nhiệt độ đã giảm xuống chỉ còn khoảng 4 độ, trời lạnh tóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, sáng sớm do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ tại khu vực du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 4 độ C, trời mưa rét. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, xã Công Sơn, Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, càng về trưa nhiệt độ càng giảm mạnh, trời mưa phùn, lượng mưa đo được 12mm, mù trời, lạnh cóng. Thời tiết lạnh giá, mưa răng mắc ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày của người dân và các học sinh, đàn gia cầm, gia súc, nguy cơ bị cảm ốm. Tại một địa phương khác trong tỉnh Lạng Sơn từ buổi đêm, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ phổ biến giảm xuống từ 10 đến 13 độ C. Cụ thể tại thành phố Lạng Sơn nhiệt độ còn 10 độ C, huyện Tràng Định, Văn Quan, Bắc Sơn từ 11 đến 12 độ C, huyện Lộc Bình, Đình Lập 10,5 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng mạnh đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ giảm sâu so với ngày hôm trước. Lúc 7 giờ ngày 1 tháng 12, các trạm khí tượng vùng núi quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương vùng núi như sau. Tam đảo Vĩnh Phúc chuyển rét hại 10,8 độ C, Ngân Sơn Bắc Cạn 11,3 độ C, Bắc Sơn Lạng Sơn 11 độ C, Đồng Văn Hà Giang 10,4 độ C, Trung Khánh thấp hơn 8,5 độ C. Dự báo ngày và đêm, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau là các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khiến nền nhiệt độ giảm sâu hơn.